ngắm những con mắt động vật kỳ lạ và đẹp nhất trên trái đất. Tắc kè Mossi New Caledonian là loài tắc kè lớn nhất từng được ghi nhận, các cá thể phát triển dài tới 14 inch. Giống như một số đồng loại sống về đêm, nó sẽ đưa lưỡi lên mắt để quét sạch bụi bẩn. Đây là mắt của tắc kè Mossi New Caledonian. Ánh sáng màu bạc bao quanh mắt của loài mực ống vây lớn này có thể đến từ hai cấu trúc: các tế bào chứa đầy các phiến nhỏ phản chiếu ánh sáng và nhiều cơ quan sắc tố nhỏ bé có thể co lại hoặc giãn ra một cách chọn lọc. Đây là mắt của mực ống vây lớn. Cá mập y tá Đại Tây Dương, bộ hút thức ăn nhắm mắt vào ban ngày và nằm yên trong khi báo lại, khiến nó trở thành loài cá mập duy nhất thể hiện nhiều thuộc tính của cái mà phần còn lại của vương quốc động vật gọi là ngủ. Đây là mắt của cá mập y tá Đại Tây Dương. Sò điệp san hô, 11 con mắt trong hình ở loài nhuyễn thể này không tập trung ánh sáng bằng thấu kính giống như hầu hết những người nhìn trộm động vật thường làm. Đôi mắt này sử dụng các tinh thể phản chiếu, cũng được tìm thấy trong vảy cá chép và da tắc kè hoa, để thu thập và định hướng các tia sáng. Đây là mắt sò điệp san hô. Cá voi xám, khi hầu hết các loài giáp xác đối phó với sự thay đổi cường độ ánh sáng khi chúng trở lại bề mặt sau khi lặn, đồng tử của chúng co lại từ hình tròn thành hình lưỡi liềm hình hạt đậu ở đáy mắt rồi đến hình lưỡi liềm mờ nối hai lỗ nhỏ. Đây là mắt của cá voi xám. Vẹt, mặc dù ánh sáng trong dải cực tím nằm ngoài ranh giới của những gì con người phát hiện, nhưng loài chim có thể nhìn thấy những bước sóng này, đóng vai trò trong thói quen giao phối và tìm kiếm thức ăn của chúng. Đây là mắt của vẹt. Bốn mắt, loài này có một mắt duy nhất, hình ở đây, chứa hai thùy. Một con nằm phía trên mực nước, và một con ở bên dưới, biệt danh bốn mắt lại được đặt cho loài cá bay trên mặt nước để kiếm đồ ăn nhẹ trôi nổi này. Đây là mắt của cá bốn mắt. Nhện rận gỗ, loài này thuộc về một số lượng tương đối nhỏ nhện có 6 mắt thay vì 8 mắt. Chúng thiếu đôi mắt chính, giúp truyền tải tầm nhìn màu sắc và độ nhạy không gian cao hơn ở hầu hết các loài. Đây là mắt của nhện rận gỗ. Voi Ấn Độ, giải phẫu mắt voi cho thấy vào ban ngày, những người khổng lồ hiền lành có khả năng bị mù màu xanh đỏ giống như một số người, nghĩa là chúng không thể phân biệt được hai màu. Đây là mắt của voi Ấn Độ. Ruồi ngựa, những con ruồi này bị thu hút bởi ánh sáng phân cực, hoặc các tia sáng dao động theo cùng một hướng. Con cái tìm con mồi bằng cách bám vào chùm tia phân cực phát ra từ lông của nó. Đây là mắt của ruồi ngựa.
cách kè tô cây, khi đồng tử khe này co lại, các cạnh hình vỏ sò hợp nhất để tạo thành bốn lỗ kim hình thoi và bốn hình ảnh của một vật thể trong võng mạc của tắc kè. Các hình ảnh có hội tụ thành một hay không phụ thuộc vào khoảng cách của chúng, điều này có thể giúp đo khoảng cách của loài bò sát. Đây là mắt của tắc kè tô cây. Cá sấu là loài ẩn náu xung quanh các đáy đại dương đầy cát, móng mắt hoặc lớp phủ có ren rủ xuống trên mắt của nó, che khuất đồng tử và cải thiện khả năng ngụy trang tổng thể của cá. Đây là mắt của cá sấu. Đôi mắt đầu tiên có lẽ đã xuất hiện rất lâu trước khi vụ nổ kỷ Camry xảy ra từ 541 triệu đến 530 triệu năm trước. Một số hình ảnh sớm nhất có thể là một hố mắt đơn giản, một loại mô hố được lót bằng các cơ quan tiếp nhận ánh sáng, hoặc cái mà các nhà khoa học gọi là hố mắt, một vùng đơn giản phát hiện ánh sáng. Theo thời gian, giải phẫu học mới xuất hiện. Các thấu kính và giác mạc có thể uốn cong và tập trung ánh sáng đã phát triển, với tầm quan trọng đặc biệt đối với các sinh vật sống trên cạn. Trong một nghiên cứu năm 2005, Michael Lane, một nhà sinh vật học tại Đại học Sussex ở Anh, đã viết, giác mạc, mà ở cá chỉ đơn giản là một lớp vỏ bảo vệ trong suốt cho mắt, đã trở thành một cấu trúc hình thành hình ảnh. Tạp chí Sinh học hiện tại, bởi vì nó bây giờ có không khí ở một bên và nước ở bên kia, một số sinh vật vẫn giữ cấu trúc cơ bản, dung dẹp và động vật thân mềm vẫn có đôi mắt hầm hố đơn giản của chúng, trong khi những sinh vật khác nảy mầm các thành phần được nhân đôi, động lực học và cách sắp xếp phức tạp cho phép chủ nhân của chúng có thể nhìn thấy đồng thời bên trên và bên dưới dòng nước. Ngay cả ở những động vật chủ yếu dựa vào cảm giác bên cạnh thị giác, các đặc điểm mắt đáng kinh ngạc vẫn tồn tại. Dưới đây là một số ít những kẻ nhìn trộm từ khắp vương quốc động vật. Một số giống của chúng ta, và một số có khả năng mà bạn có thể ước mình có. M68 cảm ơn bạn đã xem video này. Bấm đăng ký kênh để xem thêm nhiều video hấp dẫn của M68 nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.